Xin chào tất cả anh em. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho tất cả anh em về một cái kỹ thuật. Kỹ thuật này thì nó cũ rồi nhưng mà rất ít là có những cái video mà hướng dẫn cho các anh em. Cũng rất ít anh em nắm được cái kỹ thuật này. Đó chính là cái kỹ thuật Demi-volée. Hay chính là cái hay còn gọi cái tên khác đó là đánh nửa này. Đấy, Demi-volée. Demi-volée. Thì trước khi tôi vào hướng dẫn cái kỹ thuật này thì tôi sẽ có một số cái lưu ý như sau. Bởi vì nó có chữ volley ở đây nên nó gần giống như là cái động tác volley của chúng của anh em vẫn hay đánh, đúng không? Về cái cầm vợt thì chúng ta vẫn cầm vợt theo kiểu volley, tức là vẫn cầm vợt số 2. Đấy cái lưu ý thứ nhất. Cái lưu ý thứ hai là nó sẽ không có cái động tác backswing. Không có backswing tức là không có vung vợt ra sau nhé. Không có thời gian, bởi vì không có thời gian để chúng ta lấy đà đâu, thì cũng không có backswing. Thứ ba nữa là chúng ta phải tiếp xúc bóng luôn luôn ở phía trước này. Thứ tư nữa là chúng ta phải mở vợt ở tầm thấp. Đấy, vợt thấp và trọng tâm phải thấp. Cái lưu ý thứ năm ở đây, đấy, lực đánh ở đây của chúng ta chính là cái lực đẩy đấy, của trọng tâm từ chân sau chúng ta sẽ đẩy hoàn toàn lực đẩy như này. Đó. Đấy là cái phần về cái phần lưu ý cho cái động tác về cái kỹ thuật demi-volée. Về cái phần kỹ thuật cụ thể như sau, tôi sẽ chia ra làm mấy cái động tác như sau này. Nó cũng tương tự như các cái kỹ thuật khác, bao giờ nó gồm có 4 phần. Thứ nhất là động tác tay, form tay đấy, rồi đến chân, footwork, rồi đến control và power là tức là lực đánh. Đó. Thì tôi chia ra làm mấy cái bước như sau để anh em dễ này. Thứ nhất, đấy, vẫn là phải cái động tác split step, đúng không? Đánh cú gì phải có cái động tác này. Bật split step. Thứ hai, động tác mở cổ tay này. Đấy, chúng ta sẽ không sẽ thấy là mở cổ tay chứ không có mở vật, không có mở vật này nha. Một này, hai này. Đấy. Thứ ba, đấy là chúng ta hơi mở vai một chút, mở vai ra một chút này. Đấy. Thứ tư là chúng ta bước chân này. Thứ năm, trùng xuống, hạ vợt xuống, đổ hết trọng tâm vào chân sau. Đấy, thứ sáu là động tác của chúng ta sẽ là cái động tác đẩy người về trước, đánh bóng. Chúng ta để đánh bóng đằng trước này. Đằng trước. Được chưa? Đấy, tôi làm lại này. Một này, bridge step. Hai, mở tay. Ba, mở vai. Bốn, bước lên. Năm, trùng chân hạ vợt. Hạ vợt lúc nào phải thấp bóng, bởi vì demi-volée là một bóng thấp. Đấy, và nó luôn luôn phía trước. Đấy, 6 là động tác chúng ta sẽ đánh để người đánh bóng. Đấy, rất đơn giản. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 đẩy. Bây giờ chúng ta sẽ thực hành. 1 2 3 4 5 6. Đó. 1 2 3 4 5 6. Đó. Luôn luôn chúng ta phải lưu ý là luôn luôn phải tiếp xúc bóng ở phía trước. Không tất cả đều là muộn, lúc nào phải mở vợt phía trước, tiếp bóng phía trước. Rồi. Đấy, trên đây là về cái bên backhand thì cũng tương tự thôi. Sau này có cái vấn đề gì mà thắc mắc về các bên backhand hoặc là gì nữa thì chúng ta sẽ anh em cứ comment ở dưới để tôi sẽ có cái phương án trả lời cho nó cụ thể. Đấy. Vậy cái video của chúng ta cũng ngắn như vậy thôi.
Chúc anh em luyện tập thành công. Rồi, cảm ơn tất cả anh em.